Xin chào tất cả các bạn nhé. Bữa nay mình lên video để chia sẻ với các bạn về cái cách hàn đồng. Thì ở đây hàn đồng thì mình sử dụng hai loại đồng, một loại là đồng vàng và một loại là que bạc, chuyên để hàn ống. Để hàn được mối ghép hàn đồng thì mình cũng cần đến chất phụ gia là hàn the. Thì đặc tính của hàn đồng này là nó phải nóng đỏ giúp cái mối ghép mình cần hàn. Ví dụ như sau này các bạn hàn những cái lưỡi dao thập kim này vào sắt như là hàn dao tiện ấy, thì các bạn cần phải làm cho cái đầu mối hàn này nó nóng đỏ. Cái đầu mối này nó phải nóng đỏ lên. Ở đây hàn tất cả những cái mối dao hợp kim, dao tiện này, dao phay thì mình sử dụng cái que đồng vàng này. Đây là một que đồng vàng của mình. Và mình chấm lên mối hàn xem. Đây. Khi mà muốn đồng ăn ấy, thì cái vật hàn này mình phải hơ lên cho nó nóng đỏ lên. Đấy, nó phải nóng đỏ lên này thì nó mới ăn đồng. Và hơ đều hai bên này lên. Đối với hàn giao diện thì nó cũng như vậy, nó phải đỏ lên như thế này thì đồng mới ăn. Đấy. Đấy. Nó phải đỏ lên này thì đồng ăn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi mà nó đạt đến nó nóng đỏ lên này là đồng nó sẽ dính vào, kết hợp với khí chất hàn the làm sạch này thì nó sẽ dính ngay. Bất kể hàn cái gì, hàn những mối ghép gì mà liên quan đến đồng thì đều cần phải dùng cái chất hàn the này làm sạch cái mối hàn của mình. Một số những đầu cổ bô hay là khi hàn inox các bạn không nên hàn đồng vào, bởi vì là chỉ trong quá trình chạy ấy, là khi mà bị nóng lạnh gặp nhau với nước ấy, là nó sẽ rất bị lứt ở đây, nó sẽ bị lứt ở những cái viền quanh cái mối hàn đồng này. Một số trường hợp mà người ta mang những cái ống mạ vàng như này, các bạn cần phải phân biệt cái màu sắc của nó với đồng vàng. Đây là mạ vàng, mạ màu vàng, nó là một ống sắt. Thì để hàn những cái ống mà nó bằng sắt như này ấy, thì các bạn cứ lấy que thép bình thường này thôi, và các bạn hàn lấy sắt hàn sắt thôi, các hàn bình thường, các bạn không cần phải sử dụng đồng để các bạn hàn lối những cái ống sắt này. Bởi vì khi mà hàn đồng vào những cái đống này nó có thể nó chảy xuống nó làm bít ống. Những cái đường dầu của ô tô ấy, là lỗ chỉ bằng cái kim thôi, mà các bạn đưa đồng vào là rất dễ chảy xuống. Nếu mà bằng sắt ấy, bằng sắt như này, mình cứ lấy sắt bình thường mà mình hàn bình thường như nó thôi. Đồng vàng này nó rất là hữu dụng trong cuộc sống, trong khi hàn những cái mối ghép, mối rắc to, nó được sử dụng rất là nhiều. Nên các bạn cố gắng sử dụng cái kỹ thuật của mình, hàn đấy cái, bắt đấy cái lửa cho nó đủ, nó không tốn quá nhiều đồng mà mối ghép nó vẫn được bền chặt. Tiếp theo đây đó là que bạc. Que bạc này cái tính nóng chảy của nó còn nhanh hơn là đồng vàng, thì người ta sử dụng vào để hàn ống đồng. Các bạn sẽ gặp vào những cái ống điều hòa và những ống đồng, những lốc lạnh, lốc làm lạnh. Thì để hàn hai cái này vào với nhau thì các bạn lên phanh nó ra, phanh cái một đầu ra là lồng ống lên. Mình sẽ cố gắng là mình sẽ lồng cái, làm cái ống này to ra và mình lồng cái đầu ống này vào.
nó rất là mềm và dễ phanh. Đấy, các bạn cần lồng nó vào này khi mà sử dụng mối ghép bạc. Sau khi mà mình phanh xong được cái này rồi, hai ống mà mình lồng được lên nhau rồi, thì mình sẽ sử dụng những cái bạc. Cái bạc này cái nóng chảy của nó rất là nhanh, các bạn có thể sử dụng những khò ga các bạn cũng có thể là hàn được nó. Một số anh em đi lắp điều hòa là người ta có thể hàn trực tiếp ngay trên máy, treo trên cao luôn. Đấy, hàn đồng các bạn cố gắng đút nó vào, lồng ống lên. Nó sẽ lăng láng này thôi. Nào, mình đưa cái bạc này, xong rồi nhúng vào hàn the. Hàn the bao giờ cũng làm sạch. À, đưa lăng láng này thôi. Lửa rất là êm lửa. Lửa rất là êm lửa. Đấy. Các bạn nhìn nó phật phù chưa? Các bạn hãy nhìn thấy cái nóng chảy của que bạc này, nó rất là mịn. Đấy, các bạn nhìn mới lóng láng vào tí thôi mà nó rất là mịn mịn. Lửa thật êm này, nó rất là mịn luôn. Cái này rất dễ hàn nhưng mà phải biết cách. À, nó lăng láng. À, các bạn nhìn thấy nó chảy chưa? Đấy, nó chảy. Khi mà nó chảy rồi các bạn đưa vô vào. Đấy, nó láng này, rất là kín. Thế thôi, nóng láng như này thôi là nó rất là mịn mối. Khi mà mình sử dụng cái que bạc mình hàn cái ống đồng này rất là nhanh, nóng láng cái thôi là que bạc này nó nóng chảy rất là nhanh, nên các bạn phải sử dụng được cái lấy được cái nhiệt độ của cái mối ghép mình hàn này. Nếu không là lóng láng tí thôi là các bạn hết ngay cái que bạc này lúc nào không biết. Và nó cứ chảy xuống dưới này. Nó đóng hoàn nó chảy xuống dưới này. Các bạn nhanh tay thì các bạn chỉ lướt một tí thôi. Càng tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt. Mà mối hàn nó vẫn rất là chắc các bạn. Que vàng, que bạc hầu hết nó ăn với các kim loại. Nhưng với nhôm hình như là nó không ăn. Mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây là que nhôm của mình. Và chúng ta sẽ khuấy lên cho nó ăn luôn.
Nó ra không ăn rồi, nó lại còn quán cục vào đây các bạn. Nó không ăn được vào, không ăn được vào nhôm đâu. Nó đã không ăn, nó còn quán cục vào đây. Mình Hưng chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật hàn đồng này. À, các bạn xem video vui, nhớ bấm theo dõi kênh để cùng mình chia sẻ những kỹ năng trong nghề nhé. Chào các bạn nhé.